xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ở ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Quý vị thân mến, trong chuyên mục câu chuyện cuộc sống ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi đến cho các bạn một câu chuyện ý nghĩa đang được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều trong thời gian vừa qua. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cứ nghĩ mẹ chồng mắt kém, con dâu ngày nào cũng cho ăn cơm thừa canh cặn, đến khi nghe được câu nói từ chính miệng bà mới choáng váng phát hiện sự thật. Huyền vốn sinh ra trong gia đình làm ăn buôn bán có máu mặt ở mảnh đất sầm uất nhất của thị xã này. Không biết có phải vì vậy mà từ nhỏ Huyền đã là cô gái có cá tính mạnh mẽ, chẳng sợ bất kỳ thứ gì. Ba mẹ cô thường đùa, con gái con lứa như thế mai kia có mà ế chồng. Làm gì có đứa con trai nào thích bạn gái tính giống đàn ông như mày chứ? Ấy vậy mà chỉ chưa đầy một năm sau khi ra trường, Huyền đã đổ gục trước một chàng trai cùng công ty và nhất quyết đòi cưới bằng được anh ta. Xét về học vấn ngoại hình thì chàng trai đều đáp ứng yêu cầu của gia đình Huyền, duy chỉ có điều hoàn cảnh gia đình cũng có vẻ khó khăn. Nhưng được cái bố mẹ Huyền lại không tỏ ra lo lắng gì, ông bà suy nghĩ rất tích cực rằng giàu hay nghèo là do bàn tay lao động mà ra, chứ không phải chỉ ngồi chờ vào việc thừa hưởng từ gia đình. Sau khi kết hôn, nhờ bố mẹ Huyền hỗ trợ thêm, vợ chồng cô đã mua được căn nhà rộng rãi khang trang. Huyền vui lắm vì cô không phải chịu cảnh sống chung với mẹ chồng, còn chồng mình cũng chẳng phải đi ở rể. Và một thời gian sau đó, mẹ chồng cô có vấn đề về mắt nên phải ra ngoài này điều trị lâu dài. Thương mẹ đi lại vất vả, vợ chồng cô bàn nhau đón mẹ về ở cùng, rồi khi nào đi khám tranh thủ đưa bà đi hoặc gọi taxi chở. Nhưng cũng từ lúc có mẹ chồng đến, Huyền cảm thấy cuộc sống tự dưng khó chịu và mất tự nhiên. Dù không nói ra, nhưng cô chỉ mong bà nhanh khỏi để sớm về quê. Mẹ chồng lên lại đúng thời gian ông xã bận đi công trường dài ngày, nên ở nhà chỉ có hai mẹ con. Lúc này Huyền mới thấy chạnh lòng khi thấy lấy chồng nhà quê. Nhìn mẹ chồng thôi đã thấy chán, ăn mặc gì mà xuề xòa, dân dã bao nhiêu quần áo cô mua cho, bà toàn cất kỹ vào tủ chẳng thấy diện bao giờ. Tính Huyền là vốn sạch sẽ, còn mẹ chồng thì có thói quen ăn trầu, suốt ngày nhìn bà nhai nhai, rồi có khi quen tay vứt luôn bã trầu đỏ vào bồn rửa bát. Huyền bực lắm. Thấy mẹ như thế, Huyền càng tỏ ra vênh váo, kiêu ngạo, cô cư xử không mấy thân thiện và gần gũi với bà. Nghĩ bụng mẹ chồng mắt kém chẳng nhìn rõ, nên ngày nào cô cũng nấu cơm canh ngon lành, rồi một mình ăn trước, hoặc gọi bạn bè đến ăn, phần còn lại mới cho bà. Huyền lấy cớ mẹ phải nghỉ ngơi, nên cứ ở trên phòng. Khi nào ăn con sẽ bưng cơm lên cho mẹ. Thành ra chẳng qua khi nói rằng ngày nào mẹ chồng cũng chỉ được ăn cơm thừa canh cặn mà con dâu chuẩn bị. Còn Huyền thì chẳng mảy may gì. Cô nghĩ bụng trước kia khi mới cưới xong, cô về quê sống cùng bà một thời gian đã bị bà bắt nạt từng tí một. Giờ đúng là cơ hội để trả thù lại mẹ chồng cho bỏ tức. Chồng cô thì tận 2 tháng nữa mới về, anh chắc chắn không bao giờ biết được chuyện ở nhà như thế nào. Huyền viện cớ bận việc cơ quan nên không thường xuyên đi chợ được. Cô toàn mua đồ ăn nhanh hoặc thực phẩm đã để lâu trong tủ lạnh cho bà. Bạn thân thấy vậy liền nhắc Huyền phải nấu nướng cẩn thận cho mẹ chồng. Không, bà lại trách. Nhưng Huyền bảo mẹ chồng tao còn khen ngon nữa mà. Bà thích vậy thì cứ làm như thế thôi. Cho đến một hôm, Huyền đi làm về sớm hơn bình thường. Thấy cửa nhà mở, cô ngó vào trong thì thấy bà Lan hàng xóm đang nói rất to từ trong nhà. Bà ấy, bà lành quá đi, cứ để con dâu bắt nạt. Ai đợi cơm canh cho mẹ chẳng khác nào đồ thừa trong quán bình dân. Chết, bà cứ ăn uống như thế làm sao đảm bảo sức khỏe? À đâu có bà, cháu nó bận việc nên không phải hôm nào cũng về sớm đi chợ được, tôi thì lại chẳng rành đường. Bà cứ nói thế, nếu là tôi thì nó đã bị tôi quát mắng cho tơi bời, ai lại như bà? Ấy, bà chớ nói vậy, con dâu tôi cũng phải vất vả làm việc để còn trả nợ mua nhà. Vợ chồng đó còn đang kế hoạch chưa muốn sinh con vì lo trả nợ. Tôi lại đau ốm, tiền thuốc men rồi lại đi đều là bọn nó chi trả cả. Là tôi muốn tiết kiệm cho chúng nó. Với xưa này tôi quen ăn uống đơn giản như thế rồi. Chính tôi bảo nó không phải đi chợ đó. Nghe mẹ chồng nói, hai hàng nước mắt tự nhiên lan dài trên gương mặt Huyền. Tự nhiên cô cảm thấy bản thân mình quá xấu xa và ích kỷ. Chỉ suy nghĩ trước kia mẹ chồng không thích mình, dạy bảo khắc khe, cô đã quyết ứng xử tệ lại với bà. Trong khi rõ ràng lúc nào bà cũng luôn nghĩ tốt về con dâu, Huyền vội gạt nước mắt, phi xe ra chợ ngay. Từ nay cô nhất định phải chăm sóc mẹ chồng cẩn thận bởi tấm lòng đôn hậu và vị tha như bà, đâu mấy người có được. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé.
vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.